Hiện tại là mình đang ở trường học bên Tân Bình nha. Hai con bơm này, con bơm này là ba pha 5 người nha. Ok, bây giờ mình sẽ thay con này, nhưng mà cái hầm hút của nó là bị cái lốp bê ở dưới nữa. Lốp bê nó nằm ở ngay cái trong cái chỗ chữa cháy á. Cho nên hiện tại đang dùng cái máy chữa cháy để mà hút ra, hút cho hết hồ, hút cho hết cái bể này này. Đang hút đây. Đây là cái hầm của nó, hai cái ống chữa cháy, hai ống B trong kia rồi ha. Giờ mình sẽ làm sao để mình thay cái B đi mới được. Đây là một cái tầng hầm mà ống y tế đang hút đây. Xuống mạnh, xuống được nhiêu đấy rồi. Có muốn xài không? Sờ sờ cái đường ống này xài không chịu nổi thôi. Máy hòa tiến, thả cái bơm hòa tiến xuống á. 5 ngựa thôi. Điều khổ cái là cái đường ống của mình á là nhỏ quá. Anh mà cái đường ống mà đi 42 của Bình Minh á, hai cái bơm hòa tiện thả dưới hồ luôn hiểu không? Đầy phát một rồi, xài viên viện. Chắc cái xe là đấy vừa không? Thôi, học dở lắm. Đó là hả? Hai coi nó nghe bộ tiếng là còn lại bụng đó này. Đúng rồi. Thả ra có được nó con vần vần chạy kêu được không? Gửi số qua kia cho nhau hai cái đầu mình. Đây con bơm 5 tầng tấn ha của Sindo, em đổ ra cái cơm ở đây. Mình sẽ cho nó hút ở cái hầm này nè, và để lên trên tầng 4 bên kia mà dài đầu kia 40 mét đấy. Đây là cái quạt của nó, cái quạt này cái quạt gài nha, chạy rất là êm. Ở đây nó bị tụt thì mọi người sẽ cứ vận chuyển nó bị lung lay ra thì mọi người cứ đóng nó vào thôi. Ở đây nó là một cái khe gài á, đóng vào là được. Ok, để đó đi, chút nữa mình đóng xong. Của nó là 98 lít trên 1 phút. Rồi công suất của nó là 1,3 HP nha. Để cao được 55 mét ha, hút sâu 8 mét. Hàng này thì mình bao mọi người xài luôn rồi. Tại vì cái bơm này là chỉ có bên bên Thịnh Pháp mới độc quyền thôi. Alo. Alo. Sao? Dạ. Được, có sao đâu. Dạ, ok anh nha. Dạ. Dạ 1,6 triệu anh. Dạ. Đến. Không có vận này.
này nếu mà người muốn mua thì Galo ha, cung cấp toàn quốc. Cái này hút nước sạch hoặc đẩy cao, hút bệ, hút hầm, đẩy lầu, cao lầu vẫn ok nha. Tại vì áp lực nó rất là khỏe. 55m thì mọi người khỏi phải lo. 1 giờ nó thì đẩy được 6 khối ấy. Hút ở cái máy bơm sẽ đặt ở trong kia, đẩy lên trên nóc trên nhà kia mà nó dài tút đằng sau đằng kia xuống, rồi mình sẽ bơm thử, mình sẽ cho mọi người xem. Thì nó có một con bơm như vậy này, con bơm này nhưng mà nó hút không có nổi nữa, mình tháo ra mình bỏ nó, giờ mình sẽ thay thế cái con này và con đó vào chỗ này. Ok, còn đây là cái khế, cái này người ta gọi là khế chua. Em có dây nguồn mà. Tới không? Nhìn nó bé bé sao hả? Nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Bơm đa từng cấn mà. 1 giờ bơm được 6 khối. Đẩy cao 55m. Hút sâu 8m. 5 từng cấn tức là chia ra 5 từng cấn quạt trong này, hiểu không? 5 cấn. Đúng rồi. 5 cấn đi quạt trong inox trong đó. Yên tâm, mau xài xíu nữa mà lắp vô không được em thích gì em chiều đó. Không. Tí nữa bơm thử đây cho anh coi luôn cũng biết nè. Đâu này vàng chanh nha, đâu này là quan trọng nhất đấy. Sau này vừa mẹ thấy vừa mẹ em kẹp anh. Ok ok. Ai cắt cái tay đây lỡ nó bật cái đây ra. Ngồi. Dạ. Ok. Đầu 2 40, tầng 2. Tới đầu 2 tới đó. Đây là ống 40 nha. Mình thay lúc B luôn cho người ta luôn. Lúc B sẽ gắn với cái hộp kia. Ở đây là Phong chuẩn bị trần truồng xuống này mà lằn xuống cái hồ sâu 8m nha. Thì hàn cái này vào. Cái hàn mình sẽ hàn cái này trước và dưới đó mình sẽ nối xong. Tại vì mình phải cắt ống này ra mới thay được lúc B. Đấy. Na 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 na. Anh hờ hờ dây điện này giùm em, đừng cho cái fit này nó rớt xuống nữa cái nha. Sờ á. Lắm nha. Chưa chưa. Chạy mười cái dấu cắt chưa anh? Có thể đó được không? Cô cắt cho tay cái đồng bản. Ôi trời, đúng quá. Giữ cho bắn nha. Rồi, anh đi lên đi. Okay. Mua chưa? Rồi, giữ xuống. À, xuống. Mua chưa? Mạnh lên. Rồi, thôi, giữ đi. Đi bây giờ con vô xuống đây nè. Nhớ mà nó gãy ống à. Không, nằm ngay. Cảm lên. Coi như nó.
Ủa, á cưng này con hai này. Này, à, xong cái chỗ này thấy lúc bê ở đây cái hồ tầng hầm. Đau lên từ nước trong đường ống hơi dơ. Vừa bữa anh làm ở đâu mà chạy với nhau vừa anh cũng vậy. Bột trắng. Rất là. Ừ. Ừ. Kêu anh tắt đi, tắt đi, tắt đi. Tắt đi anh ơi. Rồi mở lại xíu nữa, mở lại phát nữa. Ok rồi, được rồi. Xong rồi ha, bây giờ mình sẽ lên trên bồn xem thử như thế nào. Bây giờ là 就这样关一个段流泪呢nước đang khỏe nha. Ủa sao trong đường ống nó dơ dữ ta? Hả? À, ủa mình đâu có đụng tới cái đường này đâu đúng không? Ý là cho nó đẩy xíu cho áp nó ra cho nó. Ủa trong bồn nó có lắng không ta? Trong bồn mình cũng đâu có quầy đâu. Hồi trước em xuống em lồi bồn xíu em lấy phải không? Trong trong dần cho ra ngoài nha. Ừ.
Được. Cũng gấp 2 rưỡi. Ừ. Nhưng mà con này chạy không tốn điện đâu nhá. Con này nó lên như vậy lên nước lường lên nước lớn nhưng mà điện nó lại ít tiêu thụ ít hơn cái con của anh hồi chiều đó. Thấy cái cục là biết rồi. Ừ. Vậy á. Má nước dơi đằng.